Hello, xin chào mọi người nhé. Nay hai anh em mình á, mọi người vô rừng để bẫy chuột đó mọi người. Bây giờ mình sẽ quay mồi anh em mình mang đi theo bẫy chuột nha mọi người. Bây giờ mọi người cùng xem nhé mọi người. Đây nha mọi người, đây là mồi bẫy chuột đó mọi người. Đây là khoai lang đó mọi người. Còn đây là mấy cái bẫy, còn đây là mít mít nha mọi người. Mùa này mà bẫy chuột bẫy sóc thì quá quá ngon luôn đó mọi người, có mùi thơm. Sóc với chuột mà nghe thì chắc cũng tới ăn rất là ghê luôn mọi người. Còn đây là bẫy anh em mình mang đi đó mọi người. Đây mọi người, đây nhá mọi người. Đây là bẫy mấy anh em mang đi bẫy chuột đó mọi người. Tìm được một cái đường mòn đó mọi người, với cái hang chuột đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt bẫy lên đây đó mọi người. Đây mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ đặt bẫy ngay đây đó mọi người. Đây nhé mọi người nhé, đây là sự kết hợp giữa hai thứ mồi á mọi người, đó là khoai lang á mọi người, khoai lang với cái muối mít đó mọi người. Bây giờ mình sẽ thử xem hai thứ này gài chuột bẫy chuột nó như thế nào đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt 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 bẫy ngay đây nha mọi người. Mình sẽ đặt ngay đây. Mình đặt xong đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái chỗ khác để gài tiếp đó mọi người. Giờ mình đi tiếp. Mình đi tìm cái đường mòn để gài tiếp đó mọi người nhé. Hình như bên này có một cái lùm á mọi người. Thường thì đặt bẫy chuột trong rừng á mọi người, thường thì cái nơi nào mà nó rậm thì chuột hay ở đó mọi người. Đây nhá mọi người nhá, bây giờ chỗ này là chỗ đặt bẫy rất lý tưởng đó mọi người. Giờ mình sẽ đặt bẫy ở đây đó mọi người. Chỗ này rộng quá mọi người ạ. Cái luồng này nhìn rất là rộng luôn đó mọi người. Chỗ này chắc mình đặt được mấy cái luôn đó mọi người. Vì cái thời gian đặt lâu á mọi người, đặt mấy cái một chỗ nó lâu á, thì mình sẽ đi ngắt video. Để mình đi đặt xong rồi mình sẽ quay cho mọi người xem đó mọi người. Đây nha mọi người. Sau một lúc gài á mọi người, mình cũng đã gài được ba cái bẫy chuột đó mọi người. Bây giờ mình sẽ quay xem cho mọi người xem nhé mọi người. Tại vì cái chỗ này nó rộng lắm mọi người. Mình đặt chỗ này ba cái bẫy đó mọi người. Đây. Và bên đây nữa mọi người. Cái lùm này rất là tối đó mọi người. Mình nghĩ là chỗ này chắc sẽ có chuột ở đó mọi người. Đây. Mình có đặt đây một cái đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái lùm nào mình sẽ đặt tiếp và mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhé mọi người. Giờ mình sẽ đi tìm cái điểm nào đó mình sẽ đặt đặt bẫy tiếp theo đó mọi người nhé. Đây
Anh em mình lại tìm được cái điểm đặt bẫy lý tưởng rồi đó mọi người. Đây là nguyên một cái lùm. Mình nghĩ là chắc chuột ở rất là nhiều đó mọi người. Đây, bây giờ mình quay cho mọi người xem nhé. Đây. Đây là cái lùm. Lùm cây rất là to đó mọi người. Lớn, rộng. Đây. Mình nghĩ chỗ này chắc là chuột khá nhiều đó mọi người. Đây. Chỗ này thì tối thui đó mọi người. Đây là cái chỗ đặt đặt bẫy lý tưởng quá mọi người, tuyệt quá. Bây giờ anh em mình sẽ đặt bẫy ở đây. Giờ tối rồi anh em mình mới vô thăm nhé mọi người. Và khi nào tối anh mọi người, anh em mình vô thăm rồi mình sẽ quay cho mọi người xem nhé mọi người. Đặt được nhiều bẫy chưa? Cũng nhiều rồi. Tình gần hết rồi. Chào mọi người nha. Rất là đẹp trai ấy. Ông anh nhìn rất là vui tính mọi người ạ. Mình vô quay cho mọi người xem nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt đặt cái bẫy trên cái trên chỗ cái gò mối đó mọi người, cái gốc cây đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi đặt đó mọi người. Thường thì mình cũng hay bẫy bằng khoai mì với bắp đó mọi người. Mình cũng chưa ít khi bẫy với khoai lang với mít lắm mọi người. Nay mình cũng thử xem nó hiệu quả không đó mọi người. Giờ mình sẽ đi đặt thử xem sao. Mũi nhiều quá mọi người ạ. Mũi dưới luôn, nhiều quá. Giờ mình sẽ buộc dây để cái phía cái cành cây như này nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ đi gài bẫy khác, bẫy tiếp theo nha mọi người. Hai anh em mình đi đặt chung thì đi đặt lâu quá. Hai anh em mình chia ra đi kiếm chỗ đặt đó mọi người. Bây giờ mình thấy có một chỗ để đặt bẫy đó mọi người. Bây giờ mình sẽ vào đó để đặt bẫy đó mọi người. Đây mình thấy có một chỗ đặt đặt bẫy lý tưởng đó mọi người. Đây là con đường mòn. Đây nha mọi người. Đây là cái con đường mòn mà chuột hay đi đó mọi người. Đây. Đây là con đường mòn chuột đi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt bẫy đây mọi người. Tối nay mình sẽ vô thăm. Mình sẽ quay cho mọi người xem nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt bẫy ngay đây đó mọi người.
Đây mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ đặt xuống đây luôn mọi người ạ. Giờ sẽ tiến hành mình buộc dây lại đó mọi người. Không là lưỡi dính rồi thì nó kéo đi đó mọi người. Mình cứ buộc lại cho nó chắc ăn. Rồi. Giờ xong. Nãy giờ mình cũng đã đặt được hai cái đó mọi người. Giờ mình tiếp tục đi tìm cái chỗ mà đường mòn để đặt tiếp nha mọi người. Đây nha mọi người. Bây giờ mình đã kiếm được một chỗ để gài tiếp nha mọi người. Đây là hang chuột đó mọi người. Giờ mình sẽ đặt bẫy ngay đây luôn mọi người. Một chiều nay mình sẽ quay vô thăm để cho mọi người cùng xem nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ gài bẫy ở đây luôn. Mọi người nhớ xem để chiều nay á, mình vô thăm xem nó có dính chuột không đó mọi người. Tại vì hôm nay mình đi gài chuột á, với cái mồi rất là lạ. Mình kết hợp hai thứ mồi ấy, chung á mọi người. Bây giờ mình xin ngắt video tại đây đó mọi người. Khi nào mình vô thăm mình sẽ quay cho mọi người cùng xem nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ đi thăm bẫy chuột nha mọi người. Hồi chiều mình bẫy đó mọi người. Xem đây có này. Được không? Bẫy đầu tiên. À, có đây một con đó mọi người. Đây mọi người nhé. Đây là dính được một con chuột nha mọi người. Đây nhé mọi người. Được một con. Được rồi. Chuột này nó khác chuột đồng nha. Chuột này khác chuột đồng nhiều. Giờ sẽ đi thăm bẫy tiếp theo nha mọi người. Đây nha mọi người. Giờ đi thăm tiếp bẫy thứ hai nha mọi người. Đó, đúng một con đó. Ồ, được tiếp một con đó mọi người. Đây. Đây. Giờ sẽ đi lấy ra. Lấy ra. Chà. Đã quá mọi người. Đây. Đây. À, con này cũng lớn lớn đấy. Ừ, con này lớn đấy. Thế là được. Đây. Thăm hai cái được hai con rồi đó mọi người. Đây nhé mọi người nhé. Chuột. Chuột này nó khác chuột đồng nha mọi người. Đây. Đây là chuột núi nha mọi người. Cái bụng nó màu trắng đó mọi người. Còn bộ lông màu vàng đó mọi người. Đây nhé mọi người nhé. Đây. Đây, đây nè. Rồi bây giờ anh em mình tiếp tục đi thăm bẫy tiếp theo nha mọi người. Đây nha mọi người. Đi thăm tiếp tục. Tiếp tục bẫy tiếp theo đó mọi người. Có dính không? Ôi, tiếp tục được con đó mọi người ơi. Đây. Quá đã luôn mọi người. Quá đã. Đã quá, đã quá. Ba cái dính ba con rồi đó mọi người. Đã quá. Ây da. Đây. Rất là tuyệt. Chuột này ăn ngon hơn chuột đồng á mọi người. Đây là chuột núi á mọi người.
ăn rất là ngon. Mới thăm 3 cái bẫy thôi mà được dính được 3 con rồi đó mọi người. Quá đã. Bây giờ tiếp tục đi thăm bẫy tiếp theo. Bây giờ anh em mình tiếp tục đi thăm bẫy tiếp theo nha mọi người. Giờ tiếp tục thăm bẫy thứ tư nha mọi người. Bẫy thứ tư đâu rồi ta? Đây này, đây này. Đó, dính con đó. Ừ, tiếp tục dính con đó mọi người. Đây. Tiếp tục được một con đó mọi người. Tuyệt quá. Chà, này chúng mắn ta. Này chúng mắn luôn. Cái này không bữa. Ừ. Đã thiệt. Quá đã. Bây giờ tiếp tục đi thăm mọi người. Đâu rồi? Ủa, dính này đâu mọi người? Đây, nguyên một con chuột. Đây không? Đây mọi người nhé. Đây mọi người. Đây là một con chuột rất là to. Giờ mình sẽ lấy ra như mọi người. Đấy mọi người. Đây. Giờ mình tiếp tục lên trên này thăm mấy cái bẫy tiếp theo nha mọi người. Có không? Dính đúng không? Đây, tiếp tục dính nha mọi người. Đã quá. Quá đã. Kèo thơm. Kèo thơm, kèo thơm. Đây mọi người nhé. Kèo thơm. Bây giờ đi tiếp. Tiếp tục. Ui, dính rồi đó mọi người. Dính rồi đó. Đây. Đây đó mọi người. Đây, tiếp tục dính con tiếp mọi người ơi. Đã quá. Này, con bụi nha. Ừ, con này dữ. Quá đã. Quá đã. Mùi ngon. Quá đã luôn nha. To. Con này khá to. Giờ đi thăm tiếp nha mọi người. Ờ, cái này không có mọi người ạ. Cái này vẫn còn nguyên, chưa ăn. Cái này cũng không có luôn mọi người. Nãy giờ thăm cũng dính khá nhiều rồi đó mọi người. Giờ còn 7 cuối cùng nữa, xem coi có dính không mọi người nhé. Còn 7 cuối cùng nữa là hết rồi đó mọi người. Giờ thăm cái cuối cùng cũng không có dính luôn mọi người nhé. Chắc giờ chưa ăn.
Rồi bây giờ anh em mình cũng thăm hết. Đây nha mọi người. Đây là thành quả của anh em mình gài bẫy chuột hồi chiều nha mọi người. Chuột này ăn ngon hơn chuột đồng đó mọi người.